hai chào bạn, nay ngày 5 tháng 12 năm 2023, shop Hương My xin giới thiệu bánh Mavic Cosmic 1 cây cầm vàng. Giá cặp này em đang bán với giá 3.350.000, bao ship, niền nhôm, niền cao 4 phân, niền Mavic, đập Mavic cầm vàng, giá 3.350.000. Mavic Cosmic 1 cây cầm vàng. Có mua bánh thì có 2 cây căm, 2 cây ti và 1 miếng canh, giá 3.350.000. Địa chỉ mua bánh là đây à, 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua bánh là đây à, 0937009995, 0984649676. Bánh nhôm thì không có co, cho 4 cục gom nhé bạn nha. Cái này bánh nhôm mà đâu phải bánh carbon đâu, cho 4 cục gom. Các bạn có nhiều người hỏi bánh có cho 4 cục gom không? Bánh nhôm là không có cho 4 cục gom nha các bạn nha. Bánh à, bánh xe à, có nhiều bạn nói bánh à, anh bán bánh kem hả? À, dạ em bán bánh xe mấy anh chị. Này bánh xe đạp nha các bạn nha. Bánh xe đạp mà không có vỏ ruột, em đâu có quay vỏ ruột đâu nha các anh chị nha, không có vỏ ruột, không có clip nha các anh chị nha, không có vỏ ruột, không có clip. Vỏ ruột các anh chị có thể gắn được tất cả các loại vỏ như sau: 700 x 23, 700 x 25, 700 x 18, 700 x 35, 700 x 40, 742, 700 x 45, 748, 700 x 50 nha các bạn nha. Muốn gắn gì gắn. Niền nhôm, niền hai lớp, căm lá hẹ, một cây căm vàng, đùm bọc carbon. Cối bên em là cối màu bạc nha các bạn nha. Niền Mavic bên em cối màu bạc chứ không phải cối màu đen. Cối màu đen kêu nhỏ hơn. Và đó là à, bánh đó là hàng loại, nói chung hàng thường, không phải hàng xịn nha các bạn nha. Đó, và cối nó nổ nhỏ xíu à. Còn đây là Mavic Cosmic nè, một cây căm vàng nè. Niền Mavic Cosmic Elite nha các bạn nha, niền cao 4 phân. Lấy thước ra mượn. Bánh này em đã đo bằng thước là 4 phân rồi nha các bạn nha. Bây giờ em sẽ đo lại cho các anh chị xem. Bánh trước, bánh sau 20 cam. Cam là cam đầu thẳng nha các bạn nha, cam đầu thẳng. Đây, niền cao 4 phân, 4 cm nha các bạn nha. 4 cm nha các bạn nha. Nhưng mà cũng có nhiều bạn đo thì có nhiều bạn đo vô đây thì 41 hoặc 42 cm. Nhưng mà các bạn đo chuẩn đây là 4 cm. Nhưng mà cũng có nhiều bạn đo ở đây thì nó 3 cm nha các bạn nha. Có nhiều bạn đo ở chân cầm đó, thì các bạn muốn đo sao đo. Thì theo em là cây thước của em đo từ đây qua tới đây là 4 cm nha các bạn nha. 4 cm. Niền nhôm, cầm lá hẹ, một cây cầm vàng. Giá cặp bánh này em đang bán là 3.350.000 các bạn nha. Bánh mới nha các bạn, bánh chưa chạy này, các bạn nhìn dây tim đâu có lúng đâu, Mavic nè. À, bánh mới, bánh chưa chạy, chưa gắn vỏ ruột luôn. À, 3.350.000. Giá này là bao ship cho các bạn nha, bao ship. Để ship hàng thì các anh chị phải cọc cho em trước 350.000 em mới ship nha các bạn nha. Mavic Cosmic nè, một cây cầm vàng nha các bạn nha, một cây cầm vàng nha. Giá là 3.350.000. À, đùm bọc carbon, bánh bạc đạn nha các bạn nha. Chế độ bảo hành như sau: căm, đùm, niền 2 năm, bạc đạn không bảo hành nha các bạn nha. Căm, đùm, niền 2 năm, bạc đạn không bảo hành. Khi mua bánh là có 2 cây căm, 2 cây ti và 1 miếng canh. Thì như hôm trước á, hồi nãy em quên lấy cặp màu trắng ra quay. Thì như hôm trước á, cặp màu trắng á, thì nó cho căm đen. Thì các bạn lại bảo là tại sao bánh trắng chữ bạc, bánh trắng căm bạc mà lại cho căm đen. Thì nay người ta là bánh trắng căm bạc cho 2 cây căm bạc, các bạn lại nói tại sao không được 2 cây căm đen. Thật sự căm sơ cua là đa phần là hãng nó sẽ cho 2 cây căm phù hợp với lại bánh. Mà bữa trước hình như là nó đóng hàng nó hết, nó mới bỏ căm đen. Bây giờ là bánh bạc là căm màu bạc luôn nha các bạn nha. Đó, còn này là bánh đen căm đen nha các bạn nha. Thôi để em lấy cặp bánh bạc qua luôn. Lấy bánh bạc qua đi này. Đó, tại hôm bữa có một bạn hỏi là tại sao mua bánh màu bạc, căm màu bạc cho 2 cây căm sơ cua mà lại không cho 2 cây căm bạc. Đây, lại không cho 2 cây căm màu đen giống như lần trước. À, dạ thì 2 cây căm sơ cua chủ yếu là để thay cho cái bánh đó nha các bạn nha.
lần trước đó thì nó lại bỏ lộn, là không phải bỏ lộn, chắc nó hết cam, nó bỏ cam đen vào cho các bạn. Bây giờ á, người ta có cam lại rồi thì người ta bỏ đúng màu theo bánh nha các bạn nha. Chứ giờ bánh bạc đưa cam đen sao gắn đó, người ta sẽ đưa cam màu bạc cho các bạn luôn. Còn cái này là bánh đen, hai cái cam màu đen là đúng rồi nè. Để em lấy cặp bánh bạc ra diễn tả chúng thôi, các bạn lại không hình dung được. Rồi để em cân, trong thời gian này em cân, lấy cái đồ cân ra cân anh em ơi. Bây giờ em sẽ lấy cái cân mà cân Nhật Tân nha các bạn nha. Cân Nhật Tân quý sầm mà sổ nhỏ đó, là bánh cân này cân Trung Quốc nó giỡn thôi. Đó thì em sẽ cân cho các bạn xem là trọng lượng của cặp bánh này là bao nhiêu. Đó. Thì em cũng cân đo đong đếm đủ hết các kiểu con gà điểu hết rồi. Đây là đang là số 0 nha các bạn nha, số 0. Rồi bỏ bánh vô. Hai ký 0,40 hả, 2 ký 0,40 cho là cầm ký đi hả, cầm ký nha các bạn nha. 2 ký 0,40 bánh ma vít màu đen cầm vàng chữ trắng. Em đang có đủ 4 màu nha các bạn nha, tại vì bài ra nhiều khi nó chật quá, em quay 1 lần rồi, 4 màu em quay rồi, hình ảnh em cũng chụp hết rồi. Bây giờ em sẽ quay cặp màu bạc để nói lại cho các bạn xem. Về phần bánh trước của bánh này, đây là đùm nó đây. Thắng gom nha các bạn nha, niền thắng gom. Niền gom, niền này là dành cho thắng gom, niền gom dành cho thắng gom. Em có thắng đĩa luôn nha các bạn nha. Thắng đĩa em bán vẫn 3,350 triệu luôn. Thắng đĩa thắng gom em bán một giá. Đó, thắng đĩa thắng gom em bán một giá hết. Gọi là Mavic Cup Mix, một cây cam vàng giá 3,350 triệu. Đây là bánh trắng, cây cam màu trắng. Do lần trước có hãng chắc nó một là bỏ lộn, hai là hết, thì họ mới bỏ mấy cái cam màu đen này vô nè. Mấy cái cam màu đen vô bánh trắng, cam trắng à. Thì có một số khách hàng nhận, người ta nói, mà mình cũng quay kỹ rồi, có một số khách hàng nhận, người ta nói tại sao bánh trắng đưa cái cam trắng vô rồi mày mốt hư rồi sao thay. Thì mình nói là tại giờ hãng nó đưa vậy thì em cũng phải đưa vậy thôi, chứ giờ em đâu có biết. Đó, thì chuyến này hãng nó cũng coi được cái video của em quay thời điểm đó. Em cũng thắc mắc tại sao cặp bánh trắng đưa cây cam màu trắng. À, thì bây giờ hãng nó mới rút kinh nghiệm lại là làm bánh trắng là bỏ hai cam sơ cô màu trắng luôn. Hai cái cam sơ cô màu trắng là cái tây, để em quay cái bịch của cam trắng cho các anh chị xem. Đó, thì chuyến này là nó cho hai cây cam màu trắng nè. Thì là em lại gửi cho một vị khách, thì vị khách lại nhận hỏi là tại sao không được hai cây cam đen. Em cũng thật sự các bạn luôn, cam sơ cô này là để thay cho bánh này. Cam đen là bữa đó bất đắc dĩ lắm hãng mới đưa. Đưa là sao, chắc nó hết hàng cam trắng thì nó đưa cam đen cho các bạn. Nhưng mà bây giờ người ta có lại rồi thì người ta đưa cam trắng, các bạn lại đòi cam đen. Bữa có cam đen thì các bạn lại đòi cam trắng, bữa có cam trắng lại đòi cam đen. Em không biết lý giải như thế nào cho các anh chị luôn, riết em cũng rối rối. Nói chung bây giờ trước khi mua thì các anh chị vui lòng hỏi mình riêng cái bánh này nè, hỏi mình cam trắng hay cam đen, để mà gọi cam sơ cua, chứ bánh trắng dĩ nhiên cam màu trắng theo bánh rồi, nhưng mà cam sơ cua là cam trắng hay cam đen. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là từ bây giờ trở đi là tất cả đều là cam màu trắng hết. Sơ cua có nghĩa là sao? Là để các bạn gãy, các bạn hư hao, các bạn thay thế, nó có cây cam thay thế. Chứ tự nhiên cam đang cam màu trắng gắn cam màu đen vô kỳ hay mồ nha các bạn nha. Rồi bây giờ nhân cơ hội này em quay luôn cặp bánh thắng đĩa cho các anh chị xem nha. Bánh này á, là cam trắng, niền trắng. Và em cũng có quay luôn, em nói rõ là cái đùm này là đùm dán và đùm nó là đùm màu trắng. Để chi những người mà thích trắng hết hoàn toàn, có nhiều người ta lột bánh rồi ta chơi cái màu hệ. Nếu mà người nào chơi hệ gọi là hệ bạc hệ trắng vậy nè, là người ta sẽ không thích cái tem luôn đó bạn. Người ta sẽ không thích cái tem này luôn. Người ta lột dục luôn cái tem này luôn. Lột dục cái tem đùm này luôn nha các bạn nha. Mình để ý là mình bán bao nhiêu cặp về nhà khách lột hết bấy nhiêu, để cho nó trắng hết hoàn toàn luôn đó, như bạch cốt tinh các bạn, trắng xác luôn. Thì cái hãng nó cũng suy nghĩ được cái chuyện đó, nên cái tem đùm nó dán. Bánh sau là tem dán nè, bánh trước hình như nó cũng dán luôn.
Trước bánh trước nó dán nhưng mà cái đùm nó sơn đen đó nha các bạn nha, bánh trước dán cái đùm thì sơn đen và nó dán tem đen lên cho đẹp, nhưng mà nhiều người thích trắng hết thì lột ra hết nha các bạn nha. Riêng mà bánh đen nè đó, đùm bọc carbon nè, thì cái này không có lột được các bạn ơi, cái này không lột được, cái này là nó phủ, nó bọc cái gì lên, nó bọc một miếng carbon lên, nhìn cặp bánh nó đẹp và cái này không lột được đó. Thì cái hệ màu đen ai đâu mà lột, chỉ có cái hệ màu trắng này thì có người người ta thích, người ta không thích thì người ta lột ra cho trắng hết, nhưng mà đã chơi hệ màu đen là người ta không có lột, tại vì người ta muốn nó đen. Có nhiều người cái tem này ta lột ra hết luôn để cho nó đen, thiệt là đen, nó đen đen mà nó đen đen sao ta, nó đen thui thùi lùi luôn. Thì em lại có bánh ma bích đen thui thùi lùi phục vụ cho các bạn. Đen thui thùi lùi có nghĩa là sao, cái niền nó không có cái chữ, nó vẫn có chữ ma bích cốc mít, và cái chữ ma bích cốc mít đó màu đen luôn, là dành cho những người hệ đen. Hệ đen là người ta chơi đen mà đen từ đầu tới dép luôn, thậm chí cái cây hàng người ta nhuộm cho nó đen luôn. Cái răng mà nhuộm được màu đen là họ nhuộm luôn nha các bạn nha, họ nhuộm hết để họ chơi hệ màu đen. Còn đây là ma bích thắng đĩa, ma bích thắng đĩa em có luôn, ma bích thắng đĩa em ít khi nào em quay lắm. Cái hệ ma bích thắng đĩa này á các bạn, đây ma bích thắng đĩa nè, một cây cam vàng đó, cũng giống như thằng ma bích này, cũng giống nhau để em so sánh thì cũng giống y chang thằng ma bích này, nhưng mà ma bích thắng đĩa là các bạn để ý nè, cái hệ mà hệ thắng đĩa thì nó đâu cần thắng gom, thì nó không cần thắng gom thì nó làm cái tem ra ngoài luôn, nó làm tem ra ngoài. Còn thắng gom nè các bạn để ý nè, cái tem nó nằm đây và đây chừa để cho chúng ta gom. Còn cái hệ đĩa thì đâu có đồ đâu gom, giờ gom lên ba chữ tem sao đó. Và đây là ma bích đĩa và ốc, ốc này là để bắt vào cái bố đĩa, ốc bố đĩa 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 6 ốc nha các bạn nha, ma vít đĩa 6 ốc. Ma vít đĩa này là cái nắp này nè, các bạn lấy cái kềm các bạn giật ra, các bạn có thể gọi là tháo mở nhanh và có thể chuyển đổi đầu trục theo ý thích các bạn nha các bạn nha, các bạn thích chơi trục gì gắn trục đó, gọi là ma vít đĩa. Ma vít đĩa cũng cho 2 cây tì, 2 cây căm và 1 miếng canh đó. Ma vít đĩa và ma vít, riêng ma vít đĩa em chỉ lấy đen và trắng thôi, mấy màu khác em không lấy, tại ma vít hay xe nói thiệt các bạn luôn, xe thắng đĩa người ta ít có chơi lắm, bán không có được. Mấy con xe mà thắng đĩa em ế chết mẹ em luôn, có nhiều bạn cứ kêu xong lấy thắng đĩa giờ bán, xong lấy thắng đĩa em lấy, mấy này có ai mua đâu, bán cũng rẻ mà người ta đâu có mua. Nhưng mà cái người mà mới chơi là người ta đòi mua thắng đĩa, những người chơi lâu năm là người ta chơi thắng gom không à, hệ thắng rim giống như em. Em cũng chơi thằng gom, thằng đĩa em chơi nha các bạn nha. Đó thì các bạn biết rồi, ma vít thằng đĩa em lấy đúng màu là màu truyền thống đen trắng cây cam vàng. Cái màu này dễ bán và dễ phối màu xe, xe màu gì cũng gắn được, xe màu bạc cũng gắn được, xe màu đen cũng gắn được, xe màu đỏ cũng gắn được, xe màu hồng cũng gắn được, xe màu tím cũng gắn được, xe màu trắng cũng gắn được, xe màu xanh cũng gắn được, xe không màu cũng gắn được, không có xe cũng gắn được luôn. Không có xe mua về gắn đầu giường, muốn gắn gì thì gắn nha các bạn. Các bạn mua bánh các bạn muốn gắn đâu, gắn ở nóc nhà luôn được, treo nóc nhà luôn. Có nhiều bạn hỏi giờ tôi không có xe mua bánh về làm gì, thì nếu mà anh có xe thì anh đừng có coi bánh, nhưng mà ông nói không, tôi phải coi bánh. Nếu mà anh không có xe thì anh mua cái bánh về anh treo lên giường cũng được, treo lên giường tối nằm quay coi cho đẹp, cho ngộ lạ. Rồi có nhiều bạn nói bánh là phải bánh ăn đó, hoặc là bánh là phải bánh xe có vỏ ruột. Em là quen rồi em gọi là bánh, còn các anh chị gọi là niên thì các anh chị niên. Thì cái này em quay không lẽ giờ em quay em nói được như giờ nè, thí dụ như giờ nè em quay cái cây này đi, em nói cái này là cái bánh xe đạp, các anh chị có chịu không nè. Giờ em nói cái này cái bánh xe đạp này thì dĩ nhiên anh chị nói mấy này khùng, tự nhiên quay cây nó bánh xe đạp nó mà, rõ ràng quay cái bánh thì em đọc cái bánh thôi có ở đâu. Bây giờ các anh chị miền khác thì các bà chị gọi là cái niên, cái miền khác nữa anh chị gọi là cái bánh, miền khác nữa thì các anh chị có thể gọi là cái gì đó theo tiếng của các anh chị. Giống như có người gọi con trâu, có người gọi là con chu, có người gọi là con, giống như ông Tây á, ông nuôi con mèo mà ông gọi là con chó đó, bình thường á, có bình thường đó, nhưng mà nhìn vô là biết con đó con gì rồi.
À, ví dụ như ông nuôi con mèo ông dẫn nó xe, ông chạy xe ngoài đường các bạn nghe cái vụ chán ông tay đó chưa? Con ai hỏi ông này con này con gì? Con này con chó đó thì người ta cũng bình thường thôi, rõ ràng nhìn thấy con mèo nhưng mà ông đọc tên con chó tại vì con cái con xe con chó đó, vui thôi. Bây giờ mà giờ mình quay cái bánh này dĩ nhiên đây là cái bánh rồi, các bạn đòi à, phải gắn vỏ rù vô mới gọi là bánh xe thì cũng không, nhiều khi nó cũng khó tại giờ mình quen phát âm như vậy rồi nha các bạn nha. Rồi bây giờ đọc theo tiếng người tiếng tiếng miền của anh gì nè. Đây là gọi là cặp đèn xe đạp. Đèn xe đạp có căm đùm đèn hả? Căm đùm đèn và khi mua là không có vỏ, không có ruột, hả? Không có clip nha các bạn nha. Chỉ có căm đùm đèn. Vỏ ruột các bạn phải mua thêm. Cả 3 cặp em bán bằng giá 3.350.000. 3.350.000 nha các bạn nha. Mavic cốp mít một cây căm vàng, riêng cái màu trắng này nó không có căm vàng nha các bạn nha. Đó, căm theo xe là cây căm màu bạc nha các bạn nha. Chuyến này là căm theo, không phải căm theo xe mà chuyến này căm sơ cua gọi là cây căm màu bạc nha các bạn nha. Cái này à, theo ý bạn kia là gọi niền, còn mình quen mình đọc bánh rồi. Đó, niền xe đạp. Chúng thôi đọc bánh các bạn lại nói sao bánh này ăn không được nữa cũng khổ nha các bạn nha. Đó, giá là 3.350.000. 3.350.000.